Cảnh sáu bảy vlog Minh chào cô chú chị bạn nha. Thì theo thông tin thì mình cập nhật cái tình hình cháy lớn ở khu vực thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Thì nhận được thông tin thì mình cũng đến để khu vực để quay cập nhật tình hình cho cô chú bạn xem. Thì hôm nay cũng là nhằm ngày 14, mình cũng cập nhật cái tình hình cháy ở khu vực Châu Đốc, An Giang. Thì cái khu vực cháy này là nằm ở gần cái chùa Bà Núi Sam. Theo thông tin thì vụ cháy đã làm hư hại hết 3 căn nhà của chú bác. Dạ, nói chung là không ok, cháy khá là lớn luôn. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 12 tháng 10, một căn nhà phía sau miếu bà chú xứ đường Châu Thị Tế bất ngờ có khói bốc lên nghi ngút luôn nha. Thì người dân hô hoán lên rồi nói chung là những lực lượng ở chỗ cái ngôi nhà cháy này nè, không có cái đường, cái hẻm khá là nhỏ nên lực lượng cứu hỏa cũng không có tiếp cận được nha. Chỉ là ở phía ngoài nói chung là bắn nước vô thôi, dưới nhờ lực lượng bên bảo vệ của miếu bà chú xứ có cái máy bơm rồi mới nói chung là tiếp để bơm nước bắn vào nha. Thì ở khu vực nói chung là do lửa bùng phát quá nhanh nên mọi người không thể là khống chế được đám cháy nha. Lan sang những cái nhà bên cạnh thì nhận được thông tin thì nói chung là lực lượng ở khu vực Núi Sam cũng tới để tiếp, nhưng mà sau đó thì hơn 1 giờ thì đám cháy mới được kiểm soát. Thì vụ cháy đã kia là đã khiến một người tử vong. Đến sáng nay thì Ủy ban xã Châu Đốc xác định hai căn nhà xảy ra vụ cháy bị thiệt hại hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra nha, làm rõ. Lửa cháy khá là mạnh lớn nha chú bác ơi. Quá tràn luôn rồi. Kìa. Thì nghe thông tin là vụ cháy này là thuộc nhà của Trần Thị Kế, sinh năm 1954 nha, tại tổ 23 khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Nói chung là rồi cháy sang lan ngang hộ ông Thái Văn Đạt nha. Rồi kìa cô chú bác ơi, lửa bốc cháy dữ lắm luôn nha. Rồi cao hết hồn của chú bác kìa. Phía bên kia là cổng của cổng chùa Bà nha. Mình chỗ mình đứng đây là quay là kế bên chùa Bà luôn. Này mình phải nhờ lên trèo lên cái ngôi nhà của người dân nè mới quay được cái cảnh cháy cho cô chú bác xem. Tại vì dòng khu vực đó là nhà hết trơn rồi, không có thể nào mà tiếp cận được, quay cho cô chú bác xem. Ở phía ngoài có một số cái lực lượng kìa đang phun nước vào để giảm cái được cái ngọn lửa. Nói chung là không có thể tiếp cận được tại vì cái ngọn lửa chứ cái hẻm không có thể nào mà xe cứu hỏa vào được.
Ok, của chú bác ơi, bên kia kìa. Nhất này cũng đã trên ngọn lửa cháy cũng đã giảm rồi nè. Ok. Nó tròn không? Mình cũng kết thúc video tại đây. Cô chú và bạn nào hết clip này nhớ theo dõi đăng ký ủng hộ kênh mình nha, để mình cập nhật tình hình liên tục cho cô chú bác xem những video mới. Hẹn gặp lại.